Vậy tại sao mẹ biến con thành một kẻ hèn nhát hả mẹ? Vì mẹ không muốn mất con. Không phải, mẹ muốn giữ con vì ông ấy đúng không? Con nói gì mẹ không hiểu. Con biết. Con biết bố đẻ của con là ai. Ông ấy đang ốm nằm. Ông ấy biết mình sắp chết nên muốn tìm thằng con trai để chống gậy. Ông ấy cũng biết tính toán đấy chứ mẹ. Con không được hỗn với người đã sinh ra mình. Công sinh không bằng công dưỡng. Con chỉ có bố Hải mà thôi. Con sẽ đi tìm bố Hải để nói cho bố Hải biết rằng không ai có thể thay thế bố Hải trong trái tim con. Dù bố Hải có muốn nhận con hay không. Làm sao con biết tất cả những chuyện này? Nhưng đã biết rồi thì đừng cạn tàu gió máng thế con ơi. Mẹ xin con, nghĩa tử là nghĩa tận. Con sẽ đi sau khi ông ấy mất. Đã thế, con càng phải sớm lên đường để đỡ phải nhìn thấy bộ mặt ăn năn giả tạo của ông ấy. Cháu đến tìm cô Hân à? Dạ vâng ạ. Cô Hân, cô ấy đi sang thăm mẹ từ sớm, chắc phải tối mới về. À đúng rồi, hôm nay chủ nhật, cháu quên mất. Cháu cảm ơn bác, cháu về ạ. Tin chiến thắng. Trong trận đánh trả máy bay sáng nay, quân và dân thành phố Cảng đã anh dũng chiến đấu, chiến thắng giòn giã, bắn rơi 5 máy bay địch, trong đó 2 chiếc rơi tại chỗ. Đại đội nữ dân quân pháo binh Lưu Thủy thành lập ngày 21 tháng 11 năm 1967. Cuộc sống thật trớ trêu có phải không Hân? Sao lại trớ trêu hả? Đại đội có 37 đồng chí, được phiên thành 3 trung đội. Khi mình xích lại với nhau về mặt tình cảm, thì lại phải xa về mặt đại đội và 2 trung đội trận địa. Anh phải chuyển đến một đơn vị tại Quảng Ninh, một tiểu đội thông tin xa hơn gần 50 cây số. Một đại giao hội và một tiểu đội cũng hơi xa anh nhỉ? Trong năm 1967. Nhiệm vụ của em. Nhưng mà chủ nhật nào anh cũng sẽ đạp xe về thăm em. Bắn cháy và bắn chìm 5 tàu chiến Mỹ bằng pháo mặt đất. Bây giờ anh đã có một địa chỉ để nhớ thương rồi mà. Chị ạ, anh Phong Giao mới chuyển đi rồi. Thế ạ? Anh ấy chuyển đi đã lâu chưa ạ? Cách đây 1 tuần, vợ anh ấy đưa anh ấy lên Hà Nội điều trị. Dạ. Anh ấy gửi lại chị cuốn sách. Em cảm ơn. Không có gì ạ. Dạo này chắc em bận lắm phải không Trà Hân? Anh đã đọc hết mấy quyển truyện em mang đến mà chờ mãi vẫn không thấy em. Chuyện hay nhưng không có người đồng cảm để chia sẻ, cũng chán phải không Trà Hân? Hôm nay anh chuyển viện, cố đợi mà cũng chẳng thấy bóng dáng em đâu. Đừng lo, sức khỏe anh đã ổn định. Anh sẽ đến thăm em ngay khi trở về thành phố. Anh bảo muội xin phép Hân cho anh giữ cuốn sổ thơ, để mỗi khi buồn anh lấy ra đọc và nhớ về một kỷ niệm thật êm đềm.
Anh Thủy ạ. Ừ, anh đây. Ui, khiếp quá. Con gái gì mà như hổ thế? May đấy, là anh chứ. Nếu mà là người khác, không chỉ bịt mắt em đâu. Nếu mà là người khác á, thì ăn đòn từ lâu rồi. Hóa dại người đời chẳng biết tên, sinh ra như loài cỏ ưu phiền. Nhớ em là ngọc bên hồ nước, tôi gọi em là hoa thủy tiên. Đúng là thi sĩ có khác, lúc nào cũng lãng mạn được. Hôm nay rất là vui, được em hẹn hò ra đây. Em nghe bác nói anh làm đơn xin nhập ngũ à? Em hẹn anh ra đây vì việc đấy à? Ngồi xuống. Chẳng lẽ em không gặp anh trước khi lên đường được sao? Miễn sao không phải do mẹ anh nhờ. Này, dạo này em hơi bị khác đấy. Anh nói thật đấy. Em sinh ra vì đang yêu đúng không? Chỉ giỏi đoán mò. Em không biết, nhà thơ rất là nhạy cảm trong chuyện tình yêu à? Yêu, yêu, yêu mãi thế này, tôi như một kẻ xa lầy trong yêu. Em thấy chưa, nếu em yêu anh, yêu một nhà thơ, em sẽ nhận được những lời tỏ tình bất tận. Là thi sĩ nghĩa là du với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây, để cho lòng ràng buộc với muôn dây và san sẻ bởi trăm tình yêu mến. Em cũng thích thơ à? Anh nghe thấy rồi đấy, không thể là một trong số trăm tình yêu mến của anh được. Vì em, anh sẽ vứt bỏ đi 99 tình yêu mến kia, được chưa? Thôi, anh không đùa nữa đâu. Em có chuyện muốn nói với anh đây. Tại sao anh lại muốn lên đường nhập ngũ? Anh đã tốt nghiệp rồi, và anh muốn trở thành một phóng viên chiến trường thực sự. Anh sẽ được tham gia vào những trận đánh ác liệt nhất. Anh sẽ dùng những bài báo của mình để mô tả những khoảnh khắc mà sau này sẽ được đánh dấu trong lịch sử. Anh tưởng tượng về chiến tranh lãng mạn quá đấy. Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc, sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc hai tiếng thiêng liêng, hai tiếng miền Nam. Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng, tôi quên sao được sắc trời xanh biếc. Tôi nhớ cả những người không quen biết. Em thì khác. Em... chiến tranh với em là sự chia ly và mất mát. Có thể em có cái nhìn khắc nghiệt về chiến tranh, nhưng đó là sự thật. Phải sống xa cách những người thân thương nhé. Anh Thủy, anh không nghĩ tới mẹ mình sao? Anh có thể hiểu tại sao mẹ lại phản đối dữ dội như vậy. Mẹ vẫn không muốn mất anh. Anh là con trai duy nhất trong nhà. Anh có quyền phục vụ đất nước trong cương vị khác phù hợp với anh hơn. Hoặc anh có thể có quyền lựa chọn. Anh không có quyền từ chối sự bình yên cho bản thân mình khi đất nước có chiến tranh. Chẳng phải của anh đã tham gia lực lượng thanh niên xung phong đó thôi. Và mẹ anh nữa, mẹ anh cũng trong lực lượng tự vệ nhà máy còn gì. Nếu để giúp mẹ anh thì em thất bại rồi. Anh Thủy, anh nhất định phải đi sao? Cho em ôm anh một lần được không? Giả như em thuộc về anh như thế này và mãi mãi. Anh mãi mãi là người anh trai thân thiết nhất của em. Anh phải biết là anh không muốn phải xa cách ai cả. Những người thân với em như bố, như anh. Nhưng em cũng biết chỉ làm trai ở bốn phương, em không giữ được ai cả.
trở về. Anh không muốn làm anh trai của em. Vàng tươi như là nỗi buồn riêng, tươi é như hạt linh hồn ấy, rơi xuống thành hoa giữa tự nhiên. Chiến tranh còn khốc liệt lắm phải không anh? Rất nhiều người sẽ lại ra đi, đi mà sẽ không bao giờ trở về nữa. Con trai thời chiến mà em không gánh vác trách nhiệm thì biết đùn đẩy cho ai? Họ ra đi rồi sẽ lại trở về trong ngày chiến thắng em ạ. Bao giờ thì chiến tranh kết thúc hả anh? Sao em ghét chiến tranh thế? Bố Phong nói đúng. Em là một cô gái yếu đuối và đa cảm. Em ngủ ngon quá nên anh không nỡ đánh thức em dậy. Anh đã nấu cháo, em ăn cho đỡ mệt. Hẹn gặp lại em trong tâm trạng vui hơn ngày hôm qua. Anh ấy vừa mới về. Phải chăng cuộc đời ta rồi đây cũng lặp lại như cuộc đời mẹ, vợ người chiến sĩ?
một cuộc đời mà chỉ những nhớ nhung và chịu đựng. Ừ, vậy mà không hiểu sao mẹ lại thường bảo, sao tôi thương bộ đội thế? Có hai đứa con gái, tôi chỉ gả cho bộ đội thôi. Chính vì anh là bộ đội mà mình đã vượt qua được những nghi hoặc ngần ngại về anh. Những lúc xa anh, cái choáng ngợp về tình yêu dịu đi, mình bắt đầu nghĩ về anh, hay đúng ra là nhìn nhận về con người anh, về tình yêu của anh một cách trầm tĩnh, đầy đủ hơn. Anh hơn mình 10 tuổi. Người ta bảo sự chênh lệch về tuổi tác có thể làm cho tình yêu biến dạng. Nó sẽ mất đi cái tươi mát trẻ trung, cái tế nhị, và chỉ còn lại sự kính nể phục tùng ở người con gái, sự bảo ban răn dạy. Mình lại không thấy như vậy. Cậu theo dõi tôi đấy à? Thôi, ra kia chạy đi. Tớ nghe nói cậu làm đơn xin về đoàn 125 phải không? Thế thì sao? Không sao. Thủ trưởng An sau nhà anh, trưởng phòng thông tin, cánh tay phải của thủ trưởng. Cứ để các bậc đàn anh gánh vác công việc nặng nhọc mãi sao? Không đúng. Đoàn vận chuyển khối lính trẻ. Điều này chứng tỏ rằng cậu đang thất bại trên đường tình đúng không? Cậu chỉ giỏi đón mỏ, sai bét. Cao chân lên. Chạy đây. Này, cố lên. Thế đã quyết định được chưa? Cậu đừng có mà nghĩ xiên xẹo. Hân chỉ là một cô gái ủy mị yếu đuối. Tôi muốn làm chỗ dựa tinh thần vững chãi cho Hân. Vậy là êm rồi. Tiến tới đi. Đi đâu? Đi vào phòng tân hôn. Một cô gái muốn dựa vào bờ vai mình những lúc buồn, nghĩa là cô ấy đã coi mình là một phần quan trọng của cô ấy. Cậu hiểu chứ? Trời ơi, còn chắc lép gì nữa. Nếu nguyện vọng đi bê của cậu được chấp nhận thì cậu chẳng còn nhiều thời gian đâu. Chính vì như vậy mà tôi không muốn trả Hân phải khổ. Mẹ của Hân đã phải chờ đợi chú Phong hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác. Và giờ tôi không muốn trả Hân phải chịu đựng số phận như thế. Chiến tranh mà, những ai đắng mắt đàn ông đều phải lên đường cả. Hân lấy cậu hay lấy ai cũng đều phải chịu kết cục đó mà thôi. Nhưng không nhưng nhị gì nữa. Cưới vợ là cưới liền tay, cưới bén đi. Và khi kết thúc chiến tranh, cậu đã có bé con lớn bằng từng này. Hoặc lặng lẽ ra đi. Mà cậu nghĩ nếu cậu lặng lẽ ra đi thì Hân sẽ hạnh phúc hơn à? Cậu nhầm đấy. Cậu hãy cho Hân một lời hứa, và rồi cũng là sự chờ đợi mỏi mòn, cô đơn. Tớ nghĩ khi họ có con bên cạnh rồi, họ sẽ cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, thời gian chờ đợi sẽ ngắn hơn. Và giấy. Cứ nói đến vợ con là nó lẩn như chạch ấy. Hôm nay là giữa tuần, sao con lại sang đây? Con có chuyện muốn nói với mẹ. Bố đi rồi hả mẹ? Ừ, nhiệm vụ quân sự. Bố nói là đợt này bố tập huấn ở ngoài Bắc, nên thỉnh thoảng tranh thủ về thăm nhà được thôi. Tuyệt quá, mẹ ngồi xuống đây đã. Có chuyện gì thế con? Mẹ này, nếu như có người nói yêu con thì thế nào hả mẹ? Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng là lẽ tự nhiên. Ở tuổi con ấy mà không có ai hỏi mới đáng lo đấy. À, nhưng mà
nó là đứa nào? Mẹ thấy anh Thung thế nào ạ? Không được hả mẹ? Con lại sắp lặp lại số phận vọng phu của mẹ rồi. Chiến tranh mà mẹ, đàn bà phụ nữ cả nước này đều trở thành vọng phu hết, chứ đâu có riêng gì mẹ con mình đâu. Mẹ thấy anh ấy thế nào hả mẹ? Mẹ, bố con có vẻ thích nó. Cậu thật thà, đơn giản, nghĩ sao nói vậy. Nhưng cái gì ở nó đã hấp dẫn con chứ? Chính con đã bảo nó hơn con gần chục tuổi cơ mà. Tuổi tác thì chính mẹ chẳng nói với con là nó chỉ giúp cho con người ta từng trải và chín chắn hơn thôi. Ngoài cái vẻ đẹp trai và hiền lành của anh ấy ra thì chẳng có gì hấp dẫn con nếu như anh ấy không phải là bộ đội. Nhìn cuộc đời của mẹ con biết, con sẵn sàng chấp nhận ạ. Bộ đội là thế con ạ. Một là một, hai là hai. Thung lớn lên và sinh ra ở miền quê trung du củ khoai củ sắn thôi. Dù được ăn học nước ngoài, nhưng bản chất con người làm sao mà thay đổi được hả con? Cuộc sống vợ chồng sau này sẽ khập khiễng con ạ. Cái chính là phải bỏ qua cho nhau, phải giúp nhau hoàn thiện con ạ. Bao nhiêu khập khiễng con sẽ kê cho bằng. Mẹ có tin con không? Tin. Mẹ rất thương Thung. Phải sống liên tục trong quân ngũ, ít va chạm với bên ngoài, nên có cách nghĩ đơn giản nhưng lại giàu tình cảm. Bố con rất hài lòng đấy. Cuối cùng thì con cũng làm được một điều gì đấy đúng với cả tâm nguyện của bố, phải không mẹ? Nó có nói gì nữa không hả con? Không ạ. Mà sao làm thứ phải kiêng từ cây trầu thế hả mẹ? Nó giống như đời người con gái ấy, phải nâng niu, trân trọng, giữ gìn con ạ. Anh Thung yêu con mà, anh ấy sẽ không làm khổ con đâu. Thung ấy thì không thô bạo vũ phu, nhưng hay giận hờn vô cớ. Nó là đứa không biết đùa đâu. Nếu con không biết giữ gìn thì con sẽ khổ đấy. Bây giờ mẹ cũng ăn trầu ạ? Mẹ thích cảm giác cay nồng nơi sống mũi. Cảm giác đó như muốn khóc mà không khóc được ấy. Nhưng rồi sau cảm giác cay nồng đó, ta cảm thấy thoải mái biết nhường nào. Ở đó có đầy đủ hương vị cuộc đời con ạ. Không chịu được cay đắng thì chưa thể lớn được con ạ. Thôi con về đây ạ. Khi nào bố về mẹ nhớ nói chuyện với bố giúp con nhé. Không nói thì bố cũng đồng ý và tán thành cả hai tay. Thế không ở lại chờ em về à? Cuối tuần con và anh Thung sẽ sang ạ. Ừ. À, con có mang cho mẹ cân đường. À. Dạ, con đi đây ạ. Ừ. Anh ơi, hôm nay ngày lễ, trời đẹp quá, báo động báo yên ít, mọi người đổ ra đường, các chàng lính thủy lên bờ cũng nhiều. Còn em không muốn ra đường vì sợ nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc. Thế là em ngồi đây viết thư cho anh, tâm sự với anh. Anh yêu quý, anh có khỏe không? Mẹ Hương và Hải Tiệp cũng vẫn khỏe. Em lúc nào cũng nghĩ tới anh. Em vẫn đi làm bình thường, thỉnh thoảng lại đi trực chiến trong đội tự vệ của xí nghiệp. Xa anh, em chỉ muốn anh yên tâm và vui khỏe, luôn nhớ về cái địa chỉ mà anh thương nhớ và đã có nhiều kỷ niệm khó quên. Em yêu quý, đọc thư em, anh phải suy nghĩ nhiều. Anh nghĩ cuộc đời em đã ổn định rồi, còn ma quỷ nào ám ảnh mà không dám đi ra đường. Chả thân nào, nhân đây anh muốn hỏi em điều này, điều mà bố và anh mong mỏi nhất. Lần về trước bố cũng đã nhắc là chuyện em phấn đấu đến đâu rồi. Cũng như bố, anh mong em sớm trở thành đảng viên. Là đảng viên, em sẽ sống có trách nhiệm với mình, với mọi người, với cuộc đời hơn.
vì trong Nam thắng lớn, nó đánh mạnh ngoài này, Mỹ cho tàu chiến hoạt động dữ dội ngoài kia, nên đơn vị Anh phải luôn sẵn sàng cảnh giác phát hiện từ xa, không để nó xâm phạm lãnh hải của mình. Vì vậy, bọn Anh phải làm việc căng thẳng. Anh thèm được ngủ một giấc ngon lành. Vừa rồi, có đoàn làm phim quân đội ra, quay bộ phim phóng sự Ngọn đồi và căn hầm của họ. Em đón xem nhé, để hiểu thêm về cuộc sống của người lính các anh. À, bố! Chào con gái. Cả nhà cứ mong bố mãi. Bố về lâu không ạ? Bố về bộ tư lệnh họp, tranh thủ được mấy ngày. Thế nào, con gái bố dạo này vui chứ? Hả? Thế Thung có đến chơi không? Có chuyện gì thế? Khổ con quá bố ạ. Con chẳng hiểu anh ấy thế nào nữa. Hôm mùng 1 tháng 5 vừa rồi con viết thư cho anh ấy. Con bảo hôm nay mọi người đổ ra đường, các chàng lính thủy lên bờ cũng nhiều. Còn em không muốn ra đường vì sợ nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc. Có nghĩa là con sợ nhìn thấy các anh lính hải quân thì con sẽ nhớ đến anh Thung. Vậy mà anh ấy lại tưởng tượng ra con sợ ra đường sẽ nhìn thấy người yêu cũ nào đấy. Bố cứ đọc đi để hiểu về anh ấy ạ. Này con gái, lần sau ấy, viết thư cho Thung cứ 3 câu 4 điều, rồi chúc anh công tác thuận lợi, tiến bộ nhiều, đừng lòng vòng thêm rắc rối. Con không thèm viết nữa. Muốn bao giờ về thì về. Bao nhiêu tình cảm riêng tư người ta gửi vào đấy thì lại bắt bẻ lằng nhằng. Tại vì con cũng lằng nhằng, cứ bảo thẳng là em nhớ anh lắm, có hơn không nào? Với anh ấy chẳng cần phải bảo thế là xong. Bố xem, anh ấy viết thư cho con đấy. Có câu nào là thể hiện nhớ thương con không? Cứ làm như con không hiểu về nỗi vất vả, sự hy sinh của bộ đội. Không hiểu, không quý trọng người chiến sĩ, con đã không đến với anh ấy. Ngoài cái vẻ đẹp trai hiền lành, còn có gì hấp dẫn con nếu anh ấy không phải là bộ đội? Con nhìn cuộc đời của mẹ con biết. Con sẵn sàng chấp nhận. Con hiểu, ai có bị thiếu thốn tình cảm mới thấy hết giá trị của nó. Vì vậy, tình cảm của chúng con dành cho nhau, giây phút chúng con nghĩ về nhau, được gần nhau, nó giá trị hơn nhiều so với những đôi mà suốt ngày kè kè bên nhau. Anh ấy cũng giống như bố ấy, là người chiến sĩ nên phải chịu thiệt thòi đủ thứ. Con biết là con phải làm gì chứ? Mà những điều con làm không bao giờ con coi là vô ích. Con gái à, con trưởng thành hơn bố tưởng nhiều. Con đang lý giải về một điều của quy luật chiến tranh. Việt Nam đang đánh Mỹ, anh bộ đội Cụ Hồ, anh giải phóng, trở thành nhân vật trung tâm của xã hội, trở thành mơ ước của thế hệ trẻ. Trà Hân này, con à, nếu như con sống với niềm tin như vậy, con sẽ vượt qua tất cả. Như mẹ con đấy, người vợ của chiến sĩ. Nếu như không có những người như mẹ con, như con, thì bố, cả Thung nữa, những người lính làm sao hoàn thành được sứ mệnh của mình. Bố hiểu con, thế là bố có thể yên tâm về con rồi. Còn Thung, con phải thông cảm cho cậu ấy. Thung sinh ra ở vùng Trung Du, đi bộ đội khi chưa đầy 17 tuổi. Đánh một trận thì chiến thắng Điện Biên Phủ, rồi hòa bình lập lại. Được đi học nước ngoài mấy năm, nhưng cũng là ở trong môi trường quân đội, kỷ luật, khắt khe. Về nước thì lại chiến tranh. Do sống liên tục trong quân ngũ, Thung ít va chạm với xã hội bên ngoài, có cách nghĩ đơn giản trong cuộc sống tình cảm, ưa sự rành mạch rõ ràng trong quan hệ,
không biết khéo léo, bay bướm. Một là một, hai là hai, bộ đội mà con. Mà yêu thương là con phải chấp nhận cả điều đó đấy. Nhất là cuộc sống sau này sẽ có nhiều mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng. Song phải biết chiều nhau, nhường nhịn, bỏ qua cho nhau. Và nhất là phải biết giúp đỡ nhau để hoàn thiện. Cả điều đó nữa, con cũng không sợ. Chỉ cần anh ấy yêu con và tin con. À, mới hôm nọ, bác trưởng phòng còn trêu con. Này, chả ăn nhịp tí nào cả, con gái viên đại úy ạ. À. Chẳng là hôm trước, bác ấy gặp con và anh Thung ở bến phà. Bác ấy rất quý con và thường nghe bọn con gái bình phẩm về người yêu của con. Thế? Có chị hàng xóm còn bảo chúng con là cọc cạch và khập khiễng. Nhưng mà dù cọc cạch và khập khiễng, con cũng không ngại. Đúng. Con sẽ kê cho bằng. Bố có tin con không? Bố tin con gái bố chứ. Bố muốn nói là con nói thì dễ mà làm thì khó chứ gì. Đấy, trước đây thì bố, giờ thì đến anh ấy. Là từ nào bố và anh ấy cũng răn dạy con đủ thứ. Cứ như là... Thế như vậy là thừa. Không phải thế ạ. Nhưng cứ như là không có bố với anh ấy, con sẽ không biết làm gì ạ. Bố thì được, nhưng anh ấy mà cứ như thế thì con e rằng con chỉ là cái bóng của anh ấy thôi. Con rất cần một người chồng có trí tuệ để nâng đỡ mình, chứ không phải là một người coi thường con. Thung không nghĩ coi thường con đâu. Ngược lại, cậu còn mặc cảm về mình. Thậm chí còn sợ mất con là đằng khác. Chẳng nhẽ con gái bố không nhận ra điều đó à? Cái này đã được chưa hả anh? Em gửi đi. Lần nào về quê mẹ cũng làm cho anh ăn món này đấy. Em ăn thử đi. Thơm và ngọt lắm anh ạ. Ốc nướng. Lần đầu tiên em được ăn món này đấy. Anh sẽ còn dạy cho em rất nhiều món đặc sản quê anh nữa. Món gì hả anh? Rắn nướng, khoai luộc. Em dọn cơm đi nhé. Vâng ạ. Giá như bữa cơm nào cũng được như thế này. Nếu như anh thích, em sẽ nấu cho anh ăn cả đời. Hân này, hay là anh đưa em về ra mắt U anh nhé. Anh không báo chứ em không xin nghỉ được đâu. Anh cũng được nghỉ có mỗi một ngày thôi. Anh đã xin nghỉ rồi ạ. Thôi, để một mình anh về báo với U cũng được mà. Vâng, nếu vội thế. Nhưng như vậy thì em thấy có lỗi quá. Không sao đâu mà. Mình cứ cưới xong rồi về cũng có sao đâu.
Vậy anh nói với mẹ giúp em nhé. Ăn đi em. Vâng. Trở nên ngây dại, đờ đẫn đáng thương vậy. Mình có thể làm gì để an ủi khi chính lòng mình cũng đang nổi loạn, thèm khát một cái gì? Sao lúc này mình bé bỏng, yếu đuối trước anh như vậy? Nhưng cũng lại muốn vì anh, muốn gìn giữ cho anh. Anh, em nói gì? Làm em sợ rồi đấy. Anh đừng làm em sợ nữa nhá. Anh lớn tuổi hơn em. Anh có nghị lực. Giữ được hay không là tùy thuộc ở anh. Kẻo sau này anh lại coi thường em. Còn em, cứ nghĩ trước sau cũng là vợ của anh, thì em chẳng giữ được đâu. Mẹ vẫn sợ em như vậy. Không, con gái của mẹ không yếu đuối đâu. Anh sẽ không làm gì nếu như em không cho phép. Anh đáng yêu quá. Bố mẹ tin anh lắm đấy. Chứ không dễ gì anh được tự do đi về với em đâu. Anh biết mà. Anh sẽ không để cho bố mẹ buồn đâu. Anh tốt quá. Em muốn cái điều thiêng liêng ấy phải để đến khi cưới. Nếu không, ngày ấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Thật dài đi, rồi mình đi ngủ trưa. Để chiều anh đi cho khỏi mệt. Thế, được rồi. Bây giờ anh sang cái bàn kia đi. Em nằm ở ghế băng này, được không? Em đi nghỉ đi. Vâng. Nhưng anh không được buồn đâu đấy nhá. Anh không buồn mà. Anh nói dối. Thật mà. Chào Hân. Dạ. Anh nằm cạnh em được không? Được.
Con chào U. Ô, kìa Thung, mày về đấy hả con? Vâng ạ. U có khỏe không ạ? Chả bố anh. Anh cứ đi biển biệt, còn cần biết gì U sống hay chết chứ.